Trời ơi, ngồi cái này ngồi phóng sinh, ngồi phóng sinh cái này làm gì ngồi? Sao ngồi vào lại phóng sinh vậy? Thường người ta để ốc người ta ăn mà sao ngồi phóng vậy? Thôi quay hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ người nghèo á. Thôi cô bị rồi, hai vụ rồi. Nó một con ốc là một mạng người ta. Rồi, con gà, con vịt nó chip trước nó không ra trên nên chip này nó phải quá làm vậy. À. Ủa sao nó lung lay hả ngồi? À. Ôi trời ơi. Ngồi cái này ngồi phóng sinh cái này làm gì ngồi? Sao ngồi vào lại phóng sinh vậy? Phóng sinh. Thường người ta để ốc người ta ăn mà sao ngồi phóng vậy? Ốc mà nó sống trong nước bây giờ mình xả nó về đi mình ăn tội lỗi chứ không? À ăn tội lỗi. Là một sống mạng người. Dạ trời ơi, với Đạo Phật cũng cảm ơn ngồi nhiều nha. Ủa con thấy ngồi hình như trên ngồi cái bú con. Bú hả? Rồi gia đình ngồi đâu? Hả? Gia đình ngồi ở đâu? Ở trên này đi bán vé số. Đi bán vé số hả? Có ai trên này không? Cháu ngoại. Cháu ngồi rồi, cháu ngồi năm nay nhiêu tuổi rồi? Cháu được 20 rồi. 20 tuổi rồi, giờ cháu ngồi làm phụ hay sao? Hai bà cháu sống với nhau. À. Bà bán vé số giờ này bà về. Rồi ốc ở đâu mà ngồi phóng vậy? Mua ngoài chợ. Mua ngồi chợ hả? Ngồi với con đi xuống dưới kia ngồi nói chuyện xíu được không? Con làm từ thiện ngồi. À. Con đi làm từ thiện á. Làm cái gì? Con đi quay hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ người nghèo á. Thôi cô bị rồi, hai vụ rồi. Hai vụ sao vậy? Bị gì ngồi? Cô cũng kêu người ta ngồi vậy. Ngồi đã đời cũng mất hết thì giờ của cô. À. Rồi tới giờ cô cũng chẳng thấy tin tức gì hết. Nhưng mà lúc đó người ta có cho ngồi gì không? Không có được cái gì hết. Không được gì hết? Không. Không cho ngồi nào hết? Hình đồ đã đời. Hết một buổi sáng của gì rồi. À. Thôi giờ gì sợ rồi, gì ngồi bán với Sài Gòn á. Đấy là người ta quay xong người ta cũng không cho ngàn nào hết luôn. Nó để con mua rồi thôi, mua được 2 tấm vé số rồi thôi. Mua 2 tờ vé số thôi, à. Quay chơi vậy thôi. Quay 2 thằng luôn, 2 thằng đi quay luôn. À. Đang bán buổi sáng vậy kêu rồi kêu ra bà mà con bò bà vô ngồi quán cà phê, ngồi uống cà phê mà ngồi bán kìa. Thôi giờ này giờ cao điểm mà đâu có ngồi được. Để con giúp đỡ cho bà, hỗ trợ nghèo cho bà này nọ, chẳng thấy gì hết thôi. Giờ bà lắm rồi. Con thấy ngồi tự nhiên ngồi đứng ngồi phóng ốc như vậy á. Thôi mình phóng sanh hôm nay là ngày 11. À hôm nay người 11. À mình phóng cho nó trở về với sông nước lại. Nó một con ốc là một mạng người ta. Rồi, con gà, con vịt nó kiếp trước nó không ra trên nên kiếp này nó phải quá làm vậy. À kiếp trước cứ mang nhiều tội lỗi. À. Kiếp này thì quá thành một con vật nào đó. Gà, vịt, heo đồ cũng vậy. Dạ. Rồi ngộ có biết gì nhiều về tâm linh không? Mình chỉ biết đại khái vậy thôi, theo ông bà cũng vậy. Nhưng mình làm chuyện ác với ngồi xã hội mình phải biết là mình làm cái gì. Làm chuyện tâm lại chuyện ác của mình lại bớt đi. Dạ. Tu bực ngày nào mừng tu. Dạ. Nhưng mùa Covid này ai cũng chết thấy nhiều không? Dạ. Thì mình được bằng giỏi là mừng rồi. Thôi đi về nắng lắm. Ê, từ từ. Con không có giống như con đi làm việc thiện thiệt. Tao mệt giỏi lắm rồi. Con gửi ngồi. Cái này con làm từ thiện con giúp nhiều người lắm. Ôi, trời ơi. Con gửi ngồi đây là tiền của cô chú anh chị mình quân hóa tiền con. À. Con đi gửi với người nghèo. Ở đó sáng nằm ở trên đường mà xe đét đường Quang Trung á. Sao vậy? Có hai thanh niên lại hỏi bà ngoại bán vé số rồi nó có chuyện gì không? Bà cho con mời bà vô uống nước. Cho nó trời vô quán cà phê thôi, bà vô chỗ nào quán sang trọng cho nó thôi, không sang trọng gì hết. Một ly cà phê cũng được, hai ly nước cam cũng được rồi. Đi vô ngồi quán muốn hỏi gì để con hỏi con quay cho bà, một thằng ngồi quay một thằng tiếp chuyện. Con nói chuyện với bà để con hỏi bà điều kiện này nọ sống làm sao. À. Tôi nói tôi sống vậy đó, cuộc đời tôi sống không có tiền vốn liếng gì hết, tôi lấy số người ta thiếu tôi bán xong tôi trả người ta. Rồi con để con xong rồi khoảng chừng con quay xong đây chừng 10 ngày hay nửa tháng con sẽ quay lại bà, con hỗ trợ cho bà, giúp cho gia bà này nọ. Tôi nói thì tôi bán giờ kiếm tiền mua thuốc uống bú tôi đầu mổ 50 triệu tôi không có tiền. Dạ. Bây giờ tôi mua bán vậy đó rồi để sống lây lắt kiếm thuốc tiền mua thuốc uống. Vậy thôi, cháu ngoại tôi đi làm đóng tiền nhà tôi thì mua thuốc mua men tôi uống thôi, cá nhân của tôi. Rồi thôi, trong rồi, hôm nay cũng từ năm ngoái bây giờ. À là lúc đó là ngồi trình bày cái bệnh của ngồi là bị bú mổ 50 triệu không có tiền mổ. Bây giờ thấy băng bó trong đầu là ngủ hả? Mình ngủ hay sao? Nè. Con bú chân to luôn cả nhà. Rồi giờ có thuốc thì
rút mũ rồi mua thuốc rồi đắp vô rút mũ. Dạ. Đó. Thành ra giờ thôi kinh không có mất hết thì giờ hết buổi sáng rồi. Bà cũng mua 2 tấm giấy sổ. Rồi thôi tới nay thôi tao tao sợ lắm rồi, đừng nghe ai nói tới gì. Nhưng mà hôm nay gặp con sao? Không. Con. Nhưng mà ngồi á, một ngày ngủ như hết nhiêu tiền thuốc? Một ngày hả? Dạ. Một ngày bình quân là nghĩa là cứ tuần lễ mua một lần. Dạ. Một lần thì tuần lễ mua một lần gần 300. 300. À, hộp bình lịch, thuốc đông y. Dạ. Rồi thuốc rút mũ. 300. Một tuần 300. Là một tháng nhiêu tiền? 9 triệu. Một tuần 300, một tháng 900, một tháng 11 triệu 2. Một tuần 3 triệu hay không? À, quên. Một tuần 300 đúng không? Một tuần 300. Triệu 2. Triệu 2. Tháng triệu 2. Tháng triệu 2. Rồi là mổ là 50 triệu luôn. Mổ 50 triệu mà thôi không có tiền đâu. Thời buổi giờ. Mà cho con hỏi nha, ngồi bị muốn gặp cái gì? Giờ mày đi đâu đây? Con hả? Con đi tìm những người nghèo con giúp đỡ. Mà cho con hỏi nha, tự nhiên phóng ốc vậy là mình ý nghĩa mình phóng ốc để làm cái gì? Là hôm nay ngày mùng 1. Mùng 1. Mình phóng sanh tại vì mình không có mua chim được. Mình phóng chim thì người ta bắt. Đúng rồi. Cho nên mình phóng ốc. Lấy ốc người ta xuống người ta cào sao? Cào ít, sông lớn sông cào. Sông nhỏ bờ đê ở ở mương ở ngoài quê ta mượn bọn này sông lớn ai còn. Có phóng có cầu nguyện xưa đó. Trong cái bụng mạng mình, của mình cho công nguyện sao con chỉ con cầu nguyện với bụng mạng của mình cho vững vàng, mọi sự việc gì cũng suôn chảy, tai qua nạn khỏi. Dạ. Và mình làm được cái thiện chuyện gì là mình làm gì ăn chay, nói chung là gì cũng ăn chay. Dạ. Ăn chay không phải gì thì bây giờ hoàn cảnh mình không phải mình muốn ăn cái gì, mình cũng muốn sống, mình cũng muốn thích, thấy không? Nhưng mà hoàn cảnh của mình nó khó khăn thôi, chị bạn cứ ăn cơm rau luộc nước tương là ăn chay đó, ăn chay thường đó, không phải mình gian dạ cầu cho bụng mạng mình nó nhẹ nhàng. Mọi sự gì cũng cay qua hết. Dạ. Có xe đụng cũng không mà không chết thôi. Có đụng rồi. Đụng rồi hả? Đụng nào? Đây, đụng ăn cũng đông hơn mấy lần rồi. Đâu? Đây. Thấy chưa? Hẹo không? À, lầu cái xương này nè. Mà không có gãy xương. Hên vậy? Đó, ăn cũng đông nè. Dạ. Xe băng ta lông hết. Xe này hả? Áo đi làm vậy có cháu nuôi không? Tiền nhà. Ủa đó tiền nhà. Cháu nói cháu trai cháu gái. Cháu trai. Cháu trai ở làm gì? Tiền nhà. Làm gì nuôi? Cháu làm thợ hồ. Thợ hồ à, cái phụ đóng tiền nhà. Cháu đóng tiền nhà bữa được bữa cái thì có việc thì làm. À. Còn bà ngoại thì đi bán kiếm được ai cho gì thì về ăn cái nấy. Dạ. Còn ngoại mua thuốc, ngoại muốn mua gì ngoại mua. Dạ. Thì hoàn cảnh rất là khó khăn tại vì không có vốn liếng. Nó thẳng luôn là mình lấy số thiếu người ta. Để thiếu. Bán hết rồi mình trả xong mình lấy cái khác về. Cầu mong sáng ai mà mua mau mắn thì về sớm, có hôm không may mắn thì 3-4 giờ chiều. Chân đường này về có nhiều người không ai tin đó. Bà già 72 tuổi mà còn đạp xe đạp. Dạ. Tại vì nãy giờ con không biết là ngồi năm nay nhiêu tuổi. 72 tuổi. 72 tuổi à, nãy con hỏi đầu đúng không? Ừ. Ngồi tên gì? Dì Năm. Dì Năm. Ừ. Có khi nào dì Năm nghĩ mình phóng ốc vậy cái mình được ông trời ông ban hay là Phật ban cái gì đó để cái vết bú của mình nó lành khỏi không? Hồi đó mình có tâm nguyện là không? Nó dày nè. Nó bự lắm hả? Hơn 10 năm rồi. Bữa nay giờ ngồi dở cho cả nhà xem lại đi. Nay là nó đẹp lớn rồi. Đẹp à. Nó khô bớt rồi nè. Ủa sao nó lung lay hay ngồi? Đâu có nè, thấy không? À là nó lầu ra nó dư ra cục thịt đó. Thì từ từ đó rút bớt rồi đắp thuốc rồi rút mũ, mỗi tuần rút mũ. À. Mỗi tuần tới trạm xá rút mũ. Là mình làm cái tâm nguyện mình nó ngồi hứa thể chỉ con thì con mới làm từ thiện thôi. Con thì con chưa biết cái về Phật pháp là nhiều. Bây giờ nói chung. Dạ. Mình làm được chuyện gì bây giờ chứ con giúp cho gì là dạ. Con làm hôm nay ngày mùng 1 con được một tính. Bây giờ không ai trả con nhưng mà về hậu sau này tương lai của con về sẽ có người khác trả con. Vì mình làm được một việc thiện thì làm một xây dựng một chùa. Người ta nói mình gieo gió thì gặp bão, ác la thì ác báo, làm phước được phước, có đức sức mà ăn. Dạ. Thành ra mình làm cái chuyện gì vậy chính đây. Ngoài cũng nghèo, thật tình nó không có vốn liếng lấy giấy số mà có 1 triệu mấy không có tiền vốn lấy số thôi. Lấy thiếu người ta.
đây lấy thiếu người ta về, bây giờ là về ngày ngày mai bán nè đó. À lấy thiếu người ta đây. À, bán hết chiều nay rồi. Bây giờ lấy cái này là ngày mai năm tây nè, thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi bán là lên cái cầu nó bán 150 tờ xong về đó. Ừ. Ngồi đem theo cái này là cái gì ngồi? Cơm nước đem theo ăn. À mình nấu sẵn nhà đó. Đây cái nhà. Đó, nước tương. Nước tương. Nước tương mà. Nè, ăn hết buổi sáng rồi nè. Giờ đem về này ăn lại ăn buổi trưa mà thôi đi về rồi. Dạ. Sáng dậy 4 giờ nấu cơm theo. À. Nấu ăn luôn hay gì Nam? Cháu ở nhà nó ăn sáng rồi đi làm rồi này đem theo ăn rồi ăn hết trưa rồi sáng rồi bây giờ còn phần này phần trưa thôi đi về nhà ăn luôn. Dạ. Thì con như thế này con thấy ngồi á cái một cái tấm lòng con nghĩ rằng hồi đó giờ con chỉ thấy là người ta thả rùa thả chim thả cá thôi thì có đủ điều kiện mua, còn mình không tiền thì mình mua có nửa ký à, mua nửa ký nó nhiêu tiền à, mấy ngàn, 22 ngàn, 22 ngàn, 45 ngàn ký mà thôi mày bán tao 20 thôi vì không có tiền, tại vì 20 đó là 20 tờ vé số mới lời được 20 ngàn. Dạ. Mà trong khi đó là phóng đi được cái tấm lòng mình rước cho con đi. 20 tờ giấy số nó bán cực lắm á. 20 tờ giấy số mới bán lâu lắm á. Mà mình làm cái gì phải rồi ở phải cái bà thằng đó nó mua có một tờ nó cho 8 ngàn. Nó thôi con thiếu 2 ngàn nữa con thấy thêm tấm giấy số thôi thì con gửi cho bà uống nước. Dạ. Nhiều khi lấy cái đó mình làm gì trên con đường đi mà gặp ai không phải thì nhiều khi mình đưa cơm cho người ta cũng ăn cũng ngon. Mà ai cho cơm gì thì cũng cho người cuộc ta. Sống san sẻ nó hay ngồi ha. Chia sẻ với nhau. Chứ không phải gì hết con ạ. À. Con thấy con nghĩ rằng đây á, là hồi nãy con gửi cho ngồi 200 ngàn đúng không? Ừ. Con nghĩ rằng cô chú anh chị mà thằng Quân trên kênh của con cũng không thể là thấy cảnh này mà không có thể không giúp ích như vậy đâu. Thì con giúp thêm ngồi một đủ tiền một tháng tiền thuốc để ngồi uống thuốc. Giờ mày làm được tháng nhiêu? Con làm tháng có tỷ luôn á. Thôi ông xạo đừng có xạo con quá. Con làm có tỷ luôn chứ dở. Thôi ông đừng có xạo quá đi. Đây con gửi nó ngồi thêm 1 triệu. Bây giờ mày cho tao số mày quay rồi mày cho nơi địa chỉ tao đi tao tới nơi cảm ơn mày. Chị làm gì? Cái này là cô ngồi gì Nam cảm ơn cô chú anh chị mình thằng Quân trên kênh con này là cô chú ở trong ngồi nước gửi tiền về cho con. Đây là số tiền của quý cô chú anh chị á ở trong và ngầu nước gửi tiền. Trước đây con không có cô chú anh chị mình Quân, con làm bình thường con lấy tiền con bán vừa bán nước cốt nhào á, con bán nước cốt nhào để con kiếm tiền bán thêm á. Rồi cái con có tiền dư ra con làm được có tiền nữa, rồi tiền đó con trích ra cho người tình nghèo. Bây giờ đi đâu trên con đường này? Hả, con đi giúp người nghèo vậy đó, con đi vòng vòng. Thì nói cho con nghe. Đời của con trai là tương lai còn dài. Dạ. Như ngoại là không biết giờ nào ra đi. Nhưng cái mùa Covid giờ rồi đi xuống dưới ai cũng mừng rỡ đó, trời bà ngoại mạnh vậy con mừng rồi. Mua 5 tờ cho 50 bà mua cơm bà mua ăn. Bà thích ăn gì bà cứ ăn đi. Dạ. Bà thấy bà mạnh là bà mừng. Tại vì sao? Mình ở phải thì gặp phải. Không phải bây giờ chỉ muốn cho đồng tiền này, ngày mai thì nó thật, chứ không bao giờ nó gian dối đứng giữa cầu đây. Thì bây giờ con cho chị tiền đó, thì biết rằng chị mua thuốc uống, nhưng mà ngày mai chị cũng nhắn những người đi qua đó, những cái người còn nghèo đó. Cũng không bắt họ nghèo, mình không biết hoàn cảnh như thế nào. Nhưng mà hàng ngày họ cũng đi tới lấy chỗ bánh mì từ thiện, hoặc lấy cơm từ thiện, chị cũng sang sẻ cho người ta. Chị gửi 5-30 bà đây, thôi. Bà bán giấy số mà bà cho chi, bà lợi nhiều nữa không? Cái này cũng có những người thương mua giấy số rồi họ cho thì giúp lại, chia sẻ với nhau. Ngồi nói chuyện có thấy thương quá à. Nói thiệt với con là mình làm việc, mình cứ nghĩ là mình làm cái lương tâm của mình. Một đêm về con làm được chuyện không ngày hôm nay, con về con ngủ rất là ngon. Dạ. Mà chị cứ lên câu đây, con thấy gì không? Đây con thấy rồi. À. Dạ. Đây cái này hồi nãy con đi con thấy rồi. Là cho nên con mình phải tin tưởng. Không có gì qua khỏi ông trời. Dạ. Bây giờ con cái gì đây nhưng mà không tin bằng trời Phật. Không ai cứu mình bằng trời cứu. Mà người ta giàu hay nghèo không thành vấn đề. Chuyện mình làm được chuyện thì ngày mai có người khác cho mình trả cho mình. Dạ. Mình cứ nghĩ vậy đi. Đây là số tiền cô chú anh chị mình thằng Quân trong phần hồ nước. Gửi rồi. Tiền về cho con đi giúp đỡ người nghèo. Rồi. Thì ngọn có đâu lời gì đó gửi đến cô chú không ạ? Rồi, bây giờ con cứ nói thành thật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11. Dạ. Vì năm hiện đang bán vé số. Dạ. Có một lời rất tỏ lòng biết ơn các cô chú từ trong nước và ngoài nước. Thành thật cảm ơn rất nhiều. Nếu có đủ sau này phương tiện có thể giúp đỡ cho năm để chị bú. Thì chút đỉnh về để mà trị rồi bú hay là giúp đỡ từ thiện những cái có cái chút đỉnh làm vốn mua bán
Dạ. Vậy đó là lời thành thật chúc cho gia đình các cô chú được mọi sự những may mắn trên dạ. đường Phật Phật cứu độ cho họ. Dạ, con cảm ơn dì Năm nhiều nha. Chúc dì Năm nhiều sức khỏe thì con hy vọng rằng con với dì Năm đủ duyên. Đủ duyên để sẽ gặp lại. Mặt này có duyên lắm, mặt này sáng sủa lắm. Rồi con cảm ơn dì Năm nhiều nha. Dì Năm nha, giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn con nha. Chúc nhiều năm sớm bình phục lại. Rồi cái gì cháu mình nhập lại nha, không có cái đường đó. Dạ, bye bye dì Năm. Rồi cảm ơn con. Dạ. Đây cả nhà, tuy rằng một hành động nhỏ của dì Năm thôi, nhưng quý vị nghĩ rằng đây là một cái thời điểm mà chúng ta cần nên làm việc thiện cả nhà. Dì Năm chỉ làm một việc đơn giản thôi, mua vài con ốc, nửa ký ốc thôi mà đứng BB không kịp quay cái cảnh mà dì Năm phóng súng mà quay con ốc thì cả nhà xem. Nhưng mà BB có thấy được rồi là dì Năm cầm cái túi ốc này BB đi ngang qua. Khi mà BB tới thì dì Năm đã phóng gần hết rồi cả nhà. Cho nên là quay được khúc đầu cho cả nhà xem thôi. Thật sự là BB rất là cảm kích cái việc làm của dì Năm. Và cả nhà thấy như thế nào về hành động này, hãy để lời bình luận phía bên dưới cho BB nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.